Xe đạp MB mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết cái con xe Momentum mà bên mình vừa mới làm xong. Dòng xe Momentum này là một cái phân khúc khác của thương hiệu Trang, thương hiệu rất là nổi tiếng về sản xuất xe đạp. Trước tiên đi vào review chi tiết hơn thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh YouTube Xe đạp MB để xem thêm những cái mẫu xe thể thao Nhật Bản khác mà mình giới thiệu. Rồi trở lại với con xe ngày hôm nay á, thì đây là cái dòng xe nó có cái màu sơn đã dặm lại toàn bộ rồi. Đây, mình quay cái màu sơn cho mọi người rõ hơn. Màu sơn dặm lại toàn bộ nhưng mà rất là tỉ mỉ, vì thợ bên mình vẫn giữ lại được những cái tem nội địa tại Nhật và những cái tem zin của nó. Xe này thì nó có cái phiên bản là Init S1 và năm đăng ký đăng kiểm của nó là 2017, tức là nó cũng gần đây khoảng 5 năm thôi, chứ chưa có quá lâu. Ở đây thì nó có một số cái thông số của nhà sản xuất đưa ra, thì cái xe này có size ống đứng là 52 và nó sẽ hợp với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m80. Đây là cái phần ống sườn phía dưới của nó. Tuy là màu sơn đã dặm lại nhưng mà vẫn còn giữ được những cái tem zin Momentum của xe, và ở phía trước cũng như thế. Đặc biệt là cái xe này, cái phần càng xe nó không có làm bầu xuống giống như những cái xe thể thao Nhật Bản khác, mà nó làm có cái rắc co và cái vai ngang như thế này. Và toàn bộ cái khung xe này được cấu tạo là khung thép chứ nó không phải là khung nhôm. Nhưng mà trọng lượng nó cũng tương đối là nhẹ chứ không có quá nặng. Một chút xíu thì mình sẽ cân cho mọi người xem. Lớp là lớp zin thương hiệu Canda và cái gai còn rất là đẹp. Cả phía trước và phía sau nó đều đồng bộ với nhau như thế. Còn xe này thì nó có một dĩa, cái đùi dĩa là đùi dĩa nhôm. Và ở phía sau thì nó có 7 tầng liếp và bộ rúp phía sau là Shimano Tunay. Tức là xe này nó có tổng cộng là 7 tốc độ số. Vành niền là cái vành niền zin nhôm theo xe thương hiệu Momentum, nó vẫn còn dán cái tem ở đây. Cái vành này thì vành nhôm nhưng mà nó là nhôm bóng, cho nên là quan sát từ xa nó rất là đẹp. Đây là cái nhôm hai lớp. Còn ở đây thì còn cái lớp zin, cho nên nó sử dụng cái vòi xe Nhật Bản. Nói về cái vòi xe này thì mình có một video quay riêng, mình hướng dẫn là cái cách bơm cũng như là cái cách thay ron của cái vòi này cho mọi người xem. Thì mình sẽ để ở dưới cái phần comment. Mọi người nếu mà cần xem cái cách thay ron và bơm vào cái vòi này thì cứ click vào đó để xem. Ở bên hai cái viền của cái vành này thì nó có một số cái vết xước thôi. Nó là xước do vận chuyển chứ nó không phải bị cấn gì cả, cho nên là nó không thành vấn đề gì hết. Cái kích cỡ của lớp xe này là 700x28C. Còn xe này nó sử dụng cái căm hay còn gọi là cái nan hoa là inox, và nó không có bị reset. Cả trước và phía sau nó đều sử dụng cái nan hoa inox. Đùm của xe là đùm nhôm và nó còn rất là sáng. Đây là cái phần đùm phía trước. Và đùm sau nó cũng như thế. Đùm sau nó cũng khá là tương đồng với đùm phía trước về cái độ mới và độ sáng. Đây là cái phần đùm sau. Một chút xíu thì mình sẽ quay video mình test cái cụ đề sẵn thì mọi người xem thử cái độ trớn của xe là như thế nào. À, cái xe khung thép thì ở đây nó có cái khung á, nó hay dập vào lõm vào như thế này cho nó đừng có cọ vào cái dĩa, chứ không phải là nó bị cấn đâu nha. Một số người thì không hiểu, họ hay hỏi mình là tại sao cái chỗ đó lại bị lõm vào hay là nó đã bị cấn rồi, thì nó không phải như thế. Đây là ghi đông bông tăng nhôm zin theo xe. Ghi đông này nó không có ngang mà nó hơi uốn cong một tí. Ở đây thì nó có cái tay bấm, cái tay vặn Shimano 7 lip còn hoạt động rất là tốt, và cái chuông zin phía bên tay trái. Yên xe thì này là cái phần yên mới, yên nhập khẩu chứ không phải là yên Trung Quốc nha. Nếu mà mình không nói thì mọi người rất là khó phân biệt có phải là yên zin hay không, vì nó cái hàng này mình nhập về nó rất là xịn, và đây là cái yên loại mới mình lắp vào chứ không phải là yên zin, nhưng mà chất lượng thì rất là ok. Tiếp theo thì mình sẽ test cái phần cùi đề này cho mọi người xem. Cái tay vặn và cái bộ rúp nó còn hoạt động rất là trơn tru, nó không có bị lệch số, nó nhảy số rất là chính xác. Và cái đùm của nó, hay là còn gọi là cái húp đó, thì nó rất là trớn. Về cái phần ống đứng thì nó có đã đóng dấu là 52 rồi. Thì mình sẽ đo luôn cái phần ống ngang. Ống ngang này thì nó rơi vào tầm khoảng là 55. Thì nó sẽ rất là chính xác với cái thông số của nhà sản xuất đưa ra. Tức là nó sẽ hợp với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m80. Xe này là khung thép toàn bộ, cho nên là mình cân cái trọng lượng của nó. Tổng trọng lượng của nó là 13kg. Thì nó cũng không có nặng hơn những cái dòng xe khung nhôm là mấy. Đây là cái phần phía bên tay trái của xe. Cái chân chống phía sau, cái màu xi nó còn rất là đẹp, kết hợp với cái căm inox, cái đùm nhôm còn sáng và cái vành niền nhôm rất là sáng, thì nhìn xe rất là bắt mắt.
Rồi nãy giờ thì mình đã giới thiệu gần như là toàn bộ hết từng cái chi tiết phụ tùng của xe này rồi. Mọi người muốn mua xe thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để ở góc màn hình. Ngoài ra thì nếu mà muốn xem thêm những hình ảnh chi tiết thì cứ kết bạn Zalo với mình vào số điện thoại đó. Mình sẽ gửi những hình ảnh chi tiết hơn cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để xem thêm nhiều những cái mẫu xe thể thao Nhật Bản khác mà mình sẽ giới thiệu trong tương lai. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.